Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Đại hầm thủy ở Valencia, Tây Ban Nha, lũ tàn khốc cướp đi sinh mệnh của 95 người. Trận lũ lụt kinh hoàng ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 95 người, trở thành thảm họa chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước này. Vào sáng ngày 30 tháng 10, chính quyền địa phương xác nhận rằng cơn mưa như trút nước đã tấn công khu vực Valencia với lượng mưa tương đương cả Nam Chỉ trong vòng 8 giờ. Các con đường cao tốc bị tắc nghẽn, những tòa nhà và cây cầu bị cuốn trôi trong dòng nước xoáy và nhiều khu vực nông nghiệp bị chìm sâu trong biển nước, nơi sản xuất 2/3 lượng cam quýt của Tây Ban Nha. Người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất mô tả những cảnh tượng khủng khiếp, dòng nước nâu dữ dội cuốn trôi mọi thứ trên đường phố, khiến nhiều người phải trèo lên nóc xe để tìm chốn an toàn. Đó như một con sông chảy qua, Dennis Lavati, một nhân viên trạm xăng nhớ lại khoảnh khắc anh bị mắc kẹt trên mỏm đá khi nước sâu tới 2 mét. Hình ảnh những cây cầu đổ nát và ô tô chất đống trên các xa lộ giữa những cánh đồng ngập lụt được ghi lại từ trực thăng cho thấy sự tàn phá khủng khiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles thông báo một đơn vị quân đội sẽ triển khai tìm kiếm và cứu hộ, đồng thời cảnh báo rằng số nạn nhân có thể sẽ tăng lên. Với 50 nhà xác di động được đưa vào khu vực, mọi người đều lo lắng trước sự thật nghiệt ngã của thảm họa. Thủ tướng Pedro Sanchez hứa sẽ xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị phá hủy và lòng đau xót của cả nước dành cho những người đang tìm kiếm người thân. Cảnh báo đỏ đã được ban hành khi một số nơi như thị trấn Turris Chiva hay Bunon nhận được lượng mưa vượt quá 400mm. Mặc dù cảnh báo đã giảm xuống mức vàng khi cơn bão lùi dần, các quan chức vẫn khuyến cáo người dân tránh mọi hoạt động di chuyển. Trong khi đó, khoảng 150.000 khách hàng ở Valencia không có điện và nhiều chuyến tàu tới Madrid và Barcelona bị hủy. Tình hình không chỉ tồi tệ ở Valencia, lũ lụt cũng hoành hành ở Andalusia, nơi mà các nhân chứng cho biết nước đã cuốn trôi cả chó lẫn ngựa, mang đi mọi thứ trên đường đi của nó. Dự báo thời tiết cảnh báo về những cơn bão tiếp theo đang trên đường di chuyển về phía đông bắc khiến mọi người không khỏi lo lắng về những gì có thể xảy ra tiếp theo trong cuộc chiến với thiên nhiên, nguồn tin từ Reuters. Thảm họa chưa từng có ở Tây Ban Nha, trận lũ lụt tàn khốc chết chóc nhất trong lịch sử. Trận lũ lụt thảm khốc tại Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 95 người, đánh dấu một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước này. Đây có thể được xem là trận lũ lụt gây chết chóc nhiều nhất ở châu Âu kể từ năm 2021, khi 185 người đã thiệt mạng ở Đức. Số nạn nhân đã vượt kỷ lục 87 người trong trận lũ năm 1996 gần thị trấn Biescas ở dãy Pyrenees, khiến người dân không khỏi rùng mình trước sự lặp lại của nỗi kinh hoàng. Hồi tưởng về quá khứ, vào năm 1957, thành phố Valencia cũng đã phải chịu đựng những thiệt hại nghiêm trọng từ lũ lụt, dẫn đến việc xây dựng một tuyến đường mới trên sông Turia để bảo vệ thành phố. Giờ đây, lịch sử dường như đang lặp lại khi cái chết của một người đàn ông Anh 71 tuổi tại bệnh viện ở Malaga do suy tim sau khi được cứu ra khỏi ngôi nhà ngập lụt chỉ là một trong nhiều bi kịch. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên tiếng bày tỏ sự đau thương trên mạng xã hội X, khẳng định rằng châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha trong lúc khó khăn này. Tổ chức ASAJA, một trong những nhóm nông dân lớn nhất Tây Ban Nha, cũng đã cảnh báo về những thiệt hại lớn trong mùa màng, một phần vì Valencia là trung tâm sản xuất cam quýt chiếm tới 60% sản lượng của cả nước. Các nhà khí tượng học cảnh báo rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở nên phổ biến hơn do biến đổi khí hậu. Ernesto Rodriguez Camino, nhà khí tượng học cấp cao, nhận định rằng những sự kiện lũ lụt như thế này vốn hiếm khi xảy ra, giờ đây đang diễn ra với tần suất và sức tàn phá ngày càng lớn. Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một tương lai bất ổn, nơi thiên nhiên có thể trở thành kẻ thù khốc liệt nhất, theo nguồn tin từ Reuters. Tây Ban Nha, 3 ngày quốc tang, tưởng nhớ 95 người chết trong thảm họa lũ lụt lịch sử. Đây có thể là trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Tây Ban Nha kể từ trận lũ lụt hồi năm 1996. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ chính quyền địa phương hôm 30 tháng 10 rằng ít nhất 95 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt lịch sử ở Tây Ban Nha sau khi mưa như trút nước xuống khu vực phía đông thành phố Valencia,
cuốn trôi nhiều cây cầu và nhấn chìm các tòa nhà. Đây dường như là số người chết vì lũ lụt nhiều nhất ở châu Âu kể từ năm 2021, khi có ít nhất 185 người chết ở Đức. Đây có thể là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Tây Ban Nha, vì số nạn nhân đã vượt quá 87 người thiệt mạng trong trận lũ năm 1996 tại thị trấn Piscat. Các nhà khí tượng học cho biết, lượng mưa tương đương một năm đã đổ xuống chỉ trong 8 giờ tại một số khu vực của Valencia vào hôm 29 tháng 10 đã khiến đường xá, nhà cửa và đất nông nghiệp chìm trong nước biển. Một số khu vực của Valencia như thị trấn Turris, Chiva hoặc Punon đã ghi nhận lượng mưa hơn 400mm, khiến cơ quan thời tiết nhà nước AEMET đã phải ban bố cảnh báo đỏ vào ngày 29 tháng 10. Mức cảnh báo đã được hạ xuống mức báo động vàng vào ngày 30 tháng 10 khi mưa đã giảm bớt. Các cảnh quay từ trực thăng cho thấy những cây cầu đã bị sập và xe ô tô, xe tải chất đống lên nhau trên các xa lộ giữa những cánh đồng ngập lụt ở ngoại ô thành phố Valencia. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles nói với đài phát thanh Cadenasa rằng một đơn vị quân đội chuyên về các hoạt động cứu hộ sẽ bắt đầu công tác tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn tại khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt. Chính phủ Tây Ban Nha đã thông báo 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân lũ lụt bắt đầu từ ngày 31 tháng 10. Tây Ban Nha quay cuồng với trận lũ lụt tàn khốc nhất trong 3 thập kỷ. Thông tin từ chính quyền địa phương ngày 30 tháng 10 cho biết, gần 100 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt chết chóc nhất tại Tây Ban Nha trong 3 thập kỷ qua, sau khi mưa lớn trút xuống vùng Valencia ở miền đông nước này vào hôm trước, khiến đường xá và các thị trấn chìm trong biển nước. Dựa trên các hình ảnh truyền hình từ thị trấn Chiuteo, nhiều nhân viên cứu hộ đang làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu, sử dụng xuồng cao su để tiến vào các khu vực bị ngập lụt. Họ không chỉ tìm kiếm những người còn mắc kẹt mà còn đưa nhiều người đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực hết sức để tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, Thủ tướng Pedro Sanchez đã phát biểu trên truyền hình bày tỏ nỗi đau buồn đối với những người hiện vẫn đang tìm kiếm người thân của mình, đồng thời cam kết sẽ xây dựng lại các đường phố, quảng trường và cầu cống ở những nơi bị tác động bởi lũ lụt. Carlos Mazon, lãnh đạo khu vực Valencia, cũng cho biết vẫn còn một số người bị cô lập ở những khu vực khó tiếp cận. Ông nhấn mạnh trong một cuộc họp báo rằng, nếu lực lượng cứu hộ chưa đến được, đó không phải vì thiếu phương tiện hay ý định, mà là do vấn đề lối vào. Cho biết, việc tiếp cận một số khu vực là hoàn toàn không thể. Tại Castilla La Mancha, chính quyền cho biết lũ lụt do bão đã khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Trong khi ở Valencia, số người tử vong đã lên tới ít nhất 62 người. Trên mạng xã hội, hàng chục video ghi lại hình ảnh nhiều người mắc kẹt trong dòng nước lũ đã được đăng tải. Trong đó, một số người buộc phải trèo lên cây để tránh bị cuốn trôi. Những cảnh quay cho thấy, lực lượng cứu hộ đang sử dụng gầu của một chiếc máy ủi để đưa phụ nữ đến nơi an toàn. Đồng thời, các quan chức thông báo rằng trận lũ lụt đã dẫn đến việc hủy bỏ nhiều chuyến tàu đến Madrid và Barcelona, cùng với nhiều trường học và dịch vụ thiết yếu khác phải dừng hoạt động ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Công ty điện lực IDE cho biết có khoảng 150.000 khách hàng ở Valencia hiện không có điện. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp trong khu vực đã kêu gọi mọi người dân hạn chế di chuyển bằng đường bộ và tuân thủ các chỉ dẫn chính thức. Một đơn vị quân sự chuyên trách cứu hộ cũng đã được triển khai để hỗ trợ nhân viên cứu hộ địa phương. Nhiều khu vực như Turris, Chiva và Punon đã ghi nhận lượng mưa vượt quá 400mm, tương đương với tổng lượng mưa trung bình của cả năm, khiến cơ quan thời tiết AEMET phải ban hành cảnh báo đỏ hôm 29 tháng 10. Mặc dù mưa đã giảm, cảnh báo đã được hạ xuống mức cam, nhưng với cơn bão di chuyển về phía đông bắc, Catalonia đã ban hành cảnh báo đỏ cho khu vực xung quanh Barcelona do nguy cơ gió mạnh và mưa đá. Số người tử vong tại Tây Ban Nha hiện là cao nhất ở châu Âu do lũ lụt kể từ năm 2021. Có ít nhất 185 người thiệt mạng ở Đức. Đối với Tây Ban Nha, đây là thảm họa lũ lụt gây tử vong nhiều nhất kể từ năm 1996, khi 87 người mất mạng ở gần một thị trấn dãy núi Pinares.
nhà vua Tây Ban Nha Philip đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước những mất mát to lớn về sinh mạng trong trận lũ lụt vừa qua, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng cứu hộ của đất nước đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định rằng châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha, mô tả tình hình hiện tại là thật tàn khốc. Trong khi đó, ASAGA, một trong những tổ chức nông dân lớn nhất đất nước, cảnh báo về thiệt hại nghiêm trọng đối với vụ mùa, đặc biệt là khi Tây Ban Nha là nơi xuất khẩu cam tươi và sấy khô lớn nhất thế giới, với Valencia chiếm khoảng 60% sản lượng cam cả nước. Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng gia tăng ở châu Âu do biến đổi khí hậu. Với ông Ernesto Rodriguez Camino, một nhà khí tượng học hàng đầu, nhấn mạnh rằng những cơn bão lớn như vậy giờ đây đã xảy ra thường xuyên hơn và có sức tàn phá mạnh mẽ hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.